<laughs> Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 49 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 49 này là Quê Châu ta trẻ, trai ta sanh lì cho sầu cung. Quê trâu ta trẻ, trai ta sanh lì cho sầu cung. Cái từ đề này có nghĩa là gì? Quê trâu ta trẻ, ta trẻ là bà chị, có thể là chị cả. Ta trẻ là chị cả bà chị cả ở quý châu trai ta sanh thì cho sầu cung cho sầu cung là làm thủ công như vậy là làm thủ công ở vùng núi sâu trai ta sanh thì là ở vùng núi sâu ở vùng núi xa xôi á như vậy nguyên câu là bà chị cả ở quế châu hay là bà chị ở quế châu làm thủ công ở vùng núi xa xôi Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần về cái nội dung của nó để xem cái bà chị đó làm cái gì, làm thủ công nhưng mà làm ngành gì ở vùng núi sâu. Rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Ta bắt đầu nghe nào. Hỡ mau chỉnh sư trung Quốc, quê trâu rỉnh, chín nẹn sư ơ Tha giá trai ta 何大姐十八岁的时候去了广州工作，那时候她的工作是做衣服，她的收入很少，最少的时候她一个月只有两三百元钱，但是她很喜欢这个工作，做的非常好。 2016年,他的弟弟帮助他在老家开了一个店。他开始做手工。很多人都很喜欢他做的手工。thì đó là nội dung của bài. vừa rồi các anh chị và các bạn có nghe được nhiều không ạ. sau đây mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết của bài nhé. hỡ mau xiển là tên riêng hở là họ hà mau này là chữ mậu mậu trạch rất mậu tức là tươi tốt mậu trạch là vùng đất tươi tốt là chữ mậu là tươi tốt mau sân đó rồi hà mậu còn chữ xiển đó là chữ tinh cũng có một số từ điển dịch là chữ tình hà mậu tinh hay là hà mậu tình cũng được từ xiển này nằm ở trong xiển thế là ngày nắng một cái từ xiển không là tính từ nắng Ví dụ bạn xem bên ngoài trời rất là nắng kìa Nhìn khác quay bên hình à Nhìn khác quay bên hình à Rồi xỉn thì anh là ngày nắng Đó là từ xỉn Hở mau xỉn là hà mộ tình Hay là hà mộ tinh cũng được Sư Trung của Quy Châu Rỉnh Là người ở thành phố Quý Châu Của Trung Quốc Chí anh sư sửa Năm nay 42 tuổi Tha cha chai ta sanh lị Nhà của chị ấy là ở vùng núi sâu Ta san lì Ta san là núi lớn Lì là ở trong Thì dịch là trong núi lớn Thì tiếng Việt mình nghe nó không có quen lắm Nhà của chị ở ở vùng núi xa xôi <laughs> ừ, Hỡ ta trẻ sử ba suy tờ sử hồ Suy lờ quảng trô cung cho Hỡ ta thì mình có thể dịch là chị Hà cũng được Sử ba suy tờ sử hồ Năm 18 tuổi Khi mà 18 tuổi thì dịch là năm 18 tuổi Chỉ là Quảng Rô Cung Chị đã đi đến Quảng Châu để làm việc Quảng Châu là Quảng Châu Na sử hô sư Na hô là lúc đó Hoặc là thời điểm đó Thá tờ cung là công việc của chị ấy Sư dô y phu Là may quần áo Dô y phu là may quần áo Tha sâu ru khánh sọc Sâu ru là thu nhập Tha thờ sâu ru là thu nhập của chị ấy Khánh sảo là rất thấp Ví dụ thu nhập của bạn thế nào Nhi tới sâu ru chẳng mấy anh Phu uh, có không có cao Của thai có là không cao lắm Rồi Rồi đây là khánh sảo Khánh sảo tức là rất ít Thì mình dịch là rất thấp Tuy sảo tơ hô Tha cơ dê trữ dụ Lèng sanh bài <laughs> Suy sầu tới sự hô là vào cái thời điểm ít nhất hoặc là thấp nhất là Khi mà thấp nhất á Dĩ cơ duê là mỗi một tháng Tha dĩ cơ duê là chị ấy mỗi tháng Chữ dồ là chỉ có lèn xanh vài viễn sẻn Là hai ba trăm đồng thôi Tan sư là nhân Tha hẳn xì hoán trưa cơ cúng dô Tha hẳn xì hoán trưa cơ cúng dô Chị rất thích cái công việc này Dô tờ phải sản hậu Và chị đã làm rất là tốt 2016 Du 2016 A năm 2016 thá tờ tí đi băng thá em trai của chị ấy đã giúp chị ấy giúp làm gì nè trai lò cha khai là gì cơ tiên khai là gì cơ tiên là mở một cái tiệm trai lò cha khai là gì cơ tiên là mở một cái tiệm ở quê nhà ở quê thá khai sự cho sầu cung thá khai sự cho sầu cung chị ấy bắt đầu làm thủ công tức là chỉ may nhưng mà may bằng tay hay là may máy bình thường không có sử dụng các cái dây chuyền công nghiệp như công ty nữa rồi thay khai sự cho sầu cũng chỉ bắt đầu làm thủ công hình tố rỉnh tô hỉnh xì hoan mọi người đều rất thích Tha cho tờ sầu cung à, những cái sản phẩm thủ công mà chị ấy đã làm Tha cho tờ sầu cung sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo mình một lần nhé 何茂琴是中国贵州人，今年四十二岁，他家在大山里。何大姐十八岁的时候去了广州工作。 问到规模高中，何大姐十八岁的时候去了广州工作，那时候她的工作是做衣服，她的收入很少，最少的时候。 他一个月只有两三百元钱，但是他很喜欢这个工作，做的非常好。二零一六年，他的弟弟帮助他在老家开了一个店。 Tha khai sử cho sầu cung Hẳn tố rỉn tố hẳn sỉ khoan tha cung Và tiếp theo đây xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh hơn một lần à, Mọi người có thể không nhìn vào trong màn hình nữa Để xem là mình có nghe được nhiều hay không Và mọi người hãy nghe đi nghe lại nhiều lần để cho chúng ta quen nhé

他一个月只有两三百元钱，但是他很喜欢这个工作，做得非常好。二零一六年，他的弟弟帮助他在老家开了一个店，他开始做手工，很多人都很喜欢他做的手工。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 49. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Ai chưa đăng ký thì đăng ký để nhận những thông tin mới nhất và nhớ cho thầy một like. Xin cảm ơn mọi người.